nguồn nó ra nó nháy nháy đấy, nó không được ổn định đúng không? Nháy. Chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình đang có nhận sửa một cái nguồn. Đây các bạn, nguồn Schneider. Đấy, nguồn Schneider. Đây là cái nguồn nó cũng tương đối là xịn các bạn nhé. Và điện áp vào của nó là 100 đến 240 VAC, tức là cái nguồn giải rộng. Và cái công suất của nó là 60W. Cái nguồn ra 24V DC và 2,5A. Đó, thì đây là cái nguồn, đây là cái vỏ này. Nhìn nó cũng có vẻ là rất là chất, mặc dù nó sản xuất ở Trung Quốc thôi. Đó, thì cái nguồn này nó bị một cái bệnh, đó chính là bây giờ mình sẽ cắm thử cái nguồn này. Đấy, thì cắm thì cái đèn nó nháy một cái thì do nó nạp cái tụ thôi. Bây giờ mình sẽ đo cái nguồn ra của nó đây. Đây, mình sẽ đo cái nguồn ra nhé. Đó. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái nguồn của nó là nguồn nó ra nó nháy nháy đấy, nó không được ổn định đúng không? Nháy. Và cái đèn đây, cái đèn xanh này thì các bạn có thể nhìn thấy nó chớp. Đó, thì cái nguồn này ấy, thì mình cũng đã tìm thay một số các linh kiện mà mình nghi ngờ, kể cả photo quang rồi các thứ, thì mình cũng đã thay rồi. Tuy nhiên nó chưa phát hiện ra cái bệnh gì. Thì đây là cái sơ đồ của nó, mình có vẽ lại một số cái chân. Đây cầm ngược mất rồi. Đấy, thì đây đây là cái nguồn của nó này. Thì cái con này nó lại không dùng cái hồi tiếp giống như các cái con khác, như là TL431 hay là dùng Zener, mà nó sử dụng một cái con, cũng sử dụng một con photo quang thì đương nhiên rồi, và nó lấy ra từ cái chân một này. Đó, thì nó qua con photo quang này, cái nguồn 24V ở đây. Và khi cái nguồn này nó cao ấy, thì nó có hai chân. Đấy, một chân là nó sẽ đưa về cái phân áp bởi ba con điện trở này và một con biến trở để chỉnh cái điện áp ra. Đấy, sau đó thì nó sẽ đưa vào chân hai của một cái con này nó dạng kiểu IC, IC so sánh ấy. Thì con một con hai này chính là ngõ vào. Đấy, thì nó lấy hai cái chân so sánh là cái chân một này với cái chân hai. Chân hai nó cũng lấy từ 24 và nó đưa qua con diode chỉnh lưu đưa vào chân một. Đó. Thế thì nó sẽ đưa ra khi nó so sánh cái điện áp giữa mình chỉnh này và cái điện áp ra chuẩn, thì nó sẽ đưa ra một chân 7 là một cái điện áp. Đấy. Và cái điện áp này nếu mà vượt cái ngưỡng của con ZD3 này, con ZD3 này thì tí mình sẽ đo xem nó là bao nhiêu. Đấy. Và khi mà con ZD3 này nó lớn, nó tràn qua ZD3 này, nó mở con Q5 này, thì cái nguồn ở đây này nó sẽ qua con photo quang này, nó đi ra đây qua con D3 này xuống mát, thì nó sẽ làm giảm cái điện áp ở đây đi, và nó có một cái dòng chạy qua cái con Q5 này, chạy qua thì cái con photo quang này nhá, nó sẽ dẫn, nó có điện chạy qua con diode phát quang này và bên này nó thu được, thì bên này nó thu được thì nó sẽ làm giảm bớt cái chân, cái điện áp ở cái chân số 1 này đi. Thì lúc này ấy, là nó sẽ tác động đến cái con IC này để làm tức là thay đổi cái tần số hoặc là thay đổi cái độ rộng xung để điều chỉnh đóng cắt cho cái đèn MOSFET này, để mà điều chỉnh cái điện áp ra theo cái mong muốn, theo cái mà mình chỉnh ở con biến trở này này. Thế thì mình cũng đã gặp không phải chỉ một con này đâu, và một số camera ấy, thì người ta hay lắp thì nó cũng hay bị cái kiểu nguồn như này. Đó là cái điện áp ra nó lại cứ lúc thì nó được, tức là nó chạy rất là ổn định, nhưng mà nhiều khi mất nguồn cái thì nó lại cứ nháy 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 nháy, xong rút ra để qua đêm cắm lại có thể nó lại được. Đấy, thì mình cũng đã đào một số cái con ở đây kiểm tra thì không thấy vấn đề gì cả. Đấy, thì bây giờ mình mới phát hiện ra một cái lỗi thì nó nằm ở đây, tức là đây đây là mình vẽ chính xác. Thì các bạn biết là cái con này nó lại ăn cái điện trở mồi ở cái chân này, tức là ăn điện trở mồi chân AC vào nhé, chứ nó không phải ăn ở DC. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ rút cái mạch ra và mình sẽ
chỉ cho các bạn thấy cái chân mồi đó. Chúng ta rút ra rồi nhá. Đấy, để tạm. Thế thì khi mà rút ra thì phải xả điện đi. Giờ sẽ úp xuống và xả cái điện đi các bạn nhá. Xả cái điện ở cái tụ đi này. Thì nó có cái tụ DC đây, tụ này, đây là xả nó sẽ đấy các bạn thấy không? Khi mà nguồn nó chạy không chạy là cái này nó tích rất là lâu nhá, sờ vào nó giật tê tê đấy. Bây giờ mình sẽ xả đi. Đấy, xả xong rồi thì bây giờ nhá. Đây. Mình sẽ bỏ cái dây này ra. Đây thì các bạn biết là cái con điện trở mà mình vừa nói ấy, nó chính là cái con đây nhá, đây. Đây là cái chân di này, nó lấy từ AC này. Đấy, nó qua con điện trở này. Con điện trở đây. Đây qua con di nhá, di này. Đấy. Nó qua cái điện trở. Nó sẽ nối với cái điện trở đây này. Chính là con điện trở này nhá. Đấy, con điện trở. Và con điện trở này nó qua hai con R4 và R3 này. Nó đưa vào đây. Nó đưa thẳng với chân VCC. Tức là cái chân số 7 đấy. Nó giống như cái sơ đồ đây. Đấy. Thì bây giờ cái giải pháp là mình sẽ cắt cái chỗ này đi. Đấy, bây giờ đây là chân di nhá, nó đi sang đây thì bây giờ mình sẽ bỏ cái chân này đi. Và mình sẽ câu cái chân này sang đây, tức là cắt cái dây đi. Tức là bây giờ nó đang lấy cái điện trở mồi ở cái chân AC vào. Đây là chân giữa của con cầu chỉnh lưu này. Đấy. Đây AC, đây ra dương. Thì bây giờ mình sẽ chuyển cái chân này sang đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử nhá. Đấy. Thì lấy cái dao này. Đấy, cắt nó đi. Cắt một đoạn dài một chút đấy các bạn, cắt dài một chút. Chúng ta sẽ cậy nó đi. Mạch của nó tốt các bạn. Mạch của thằng mạch Snyder nhá. Mạch rất là sâu, rất là chắc này. Cắt mãi không được luôn. Nhớ đào hết nhá. Đào không hết là toi luôn đấy. Thôi tạm thời thế đã. Bây giờ đo thử. Không thông rồi. Rồi bây giờ sẽ hàn thử nhé. Bây giờ mình sẽ câu một cái đoạn dây đoạn thiết trước đi. Thế mình sẽ xử lý sau. Đấy thì bây giờ dùng chúng ta dùng mỏ hàn nhé. Ta sẽ câu. À đây, câu bên này chứ. Đấy, bây giờ dùng mỏ hàn câu chân này nhá. Đấy. Không được rồi, bây giờ kiếm một đoạn dây đi. Đây nhá, thì mình sẽ câu cái chân này vào đây.
Đấy, bây giờ câu tạm thôi đã nhé. Tí nữa mình sẽ xử lý lại cho nó ngon lành sau. Đó, thì đấy, cạo cái chỗ này đi, không có tí nó xính vào nhau là nó phiền phức rồi. Đấy thì sau khi mà câu vào thì bây giờ đo lại thử xem nó có thông cái chân này không, vì hai cái chân này thông nhau rất nguy hiểm. Đấy, không thông rồi, hai chân này ăn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ úp xuống và cắt ra. Bây giờ mình sẽ cắt cái nguồn cho nó nhá. Và thôi mình úp vào đây mình đo luôn ở đây. Đó thì bây giờ mình lại tiến hành nhà mình cắt cái nguồn cho nó. Đây là hai cái chân vào này, nhầm đấy, đây chân vào nó đây cơ, đúng không nhỉ? Đây vào đây, vào đây cầu chì này, vào đây mát đây, ok rồi, đây hai chân vào đây rồi. Đấy, cho nó vào chút. Bây giờ mình sẽ thử cắm nhá. Đây coi như hàng xong đấy, cắm cắm. Thì bây giờ là cái đèn thì các bạn có thể quan sát sơ bộ là thấy cái đèn nó không nháy nữa rồi, đúng không nào? Bây giờ mình sẽ đo cái nguồn của nó này. Cái đồng hồ chúng ta sẽ chuyển sang điện áp, đo điện áp này, bàn áp, và cuối cùng là chúng ta dùng cái đồng hồ này chúng ta sẽ đo. Đây bên này dương này, đây bên này dương này. Đấy, đấy các bạn có thể thấy bên này, bên này dương này, bên phải dương này, đấy bên phải dương này, đấy ta đã đo đây nhá. Đấy các bạn thấy nó ra 24,7 nhá, nó 24,7, chúng ta muốn nó ra bao nhiêu chúng ta ngoáy vào cái này, dùng cái chiếc áp này ta ngoáy này, đấy 24,6 này, 8 này, đấy hoặc là đấy mình ngoáy này 24,0 này. Đấy thì nó tùy cái độ chính xác của đồng hồ nhá, các bạn để này cho ngon này nhá. Đấy thì bây giờ ngay cả khi là các bạn rút nguồn ra. Đấy các bạn rút nguồn ra. Đấy rồi lúc sau các bạn cắm lại nhá. Bạn cắm lại. Đấy thì chờ cái đèn này nó hết rồi, nó xả hết điện ở cái đèn ấy đi. Đó, các bạn cắm lại. Đấy thì cái đèn nó vẫn không nháy nữa các bạn nhé. Và lúc này thì cái điện áp nó rất là ổn định. Đó là một trong những cái mà có thể là như này. Thì bình thường ấy thì mình hay thấy là cái nguồn VCC này này. Bình thường mình hay thấy nguồn VCC này nhá, là nó hay lấy từ đây thì đương nhiên rồi, lấy từ một cái cuộn này thì hầu như nguồn xung nào nó cũng thế rồi. Tuy nhiên đấy thì cái nguồn mồi này này, cái điện trở mồi này thì các thầy thì bảo là nó sẽ lấy từ 300V đúng không? Nhưng mà riêng con này thì nó lấy từ cái đường AC này, lấy từ một dây AC này. Đó thì bây giờ mình đã chuyển cái này sang bên chỗ này. Đấy thì cái nguồn nó đã hoạt động ngon rồi. Đây là cái nguồn tổ ong các bạn nhé, nguồn của Schneider. Đó là một cái lỗi mà mình cũng không biết là nó có gặp phải ở nhiều những nguồn như này hay không, nhưng mà đấy là cái giải pháp mà mình vừa mới làm thì nó ổn định và nó cái điện áp nó ra chuẩn rồi. Tuy nhiên đấy thì cái độ bền của nó thì mình cũng chưa chắc được là nó có bền hay không. Tuy nhiên đấy thì mình sẽ trả cho anh ấy để anh ấy đưa vào lắp thử xem nó có chạy ngon không, vì sáng nay mình cũng đã thử rồi và mình thử tải ấy. Thử tải thì nó đã chạy ngon, với hai cái quạt 24V nó chạy rất là ngon rồi. Đấy thì đấy là một cái lỗi mà có lẽ là do, có thể nếu mà nhiều con nó bị như vậy thì có thể là do cái phần thiết kế nó đang có vấn đề ở cái chỗ đó. Vì mình cũng thấy vài ba cái, tức là mình cũng chưa gặp nhiều, nhưng mà mình thấy mấy cái là nó bị cái lỗi này rồi. Thì mình đã xử lý như vậy. Đấy thì nó đã ok rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.